Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Và trong clip này sẽ là một siêu phẩm nhà hát của những giấc mơ đến từ thương hiệu Antec Lansing, model đồng trục 6048H bát 40. Thì cặp loa này là một trong những cái cặp loa hay đấy. Trong cái series của 604 nó sẽ có là 8G, 8H và 8K. Thì mỗi dòng anh em nó sẽ có một cái hay khác nhau ấy, mà mình tham khảo và lựa chọn làm sao cho nó hợp tai, nó không có dở, nó không phải là nào là hay nhất mà dở nhất, nhưng mà nó hợp với cái tai, hợp với sở thích của mình thì đó mới là cái hay nhất. Thì cặp loa về trong tình trạng đẹp của này, cái căng nó là cũng là gỗ sồi luôn ha. Đấy, rất là đẹp, rất là đáng tiếc này, nó mất một cái logo rồi. Đấy, một bên còn nha, một bên là rớt này. Đấy, tại vì logo là nó cắm vào quá, cắm vào ha, còn lại là đẹp ha. Cái logo này cũng có thể mua được, nó giống với các cái logo của Satana đó nha. Rồi thì thằng này là thùng gỗ sồi nè, nên em để ý nè, nó là bể vợ là không chấp vá được nha, nên là mình chỉ ship cái cặp đẹp thôi. Những cái cặp này mà nó bị bể vợ, nó có thể rẻ hơn 10 triệu thì cũng không dám ai mua, thờ cũng dám mua, nằm lại tại bãi luôn, tháo cụ rời bán ha. Nên những cái thùng như thế này là gọi là có giá trị cao đấy, anh em cũng để ý. À, nhiều người bán á là thùng nó bị xấu, nó bị vỡ, họ không thể dọn được các em nha, không có thể sửa ba được đấy, tại vì không có cái gỗ này để làm đấy, chia sẻ với em như vậy. Nên nhiều khi là nhiều người thấy nó rẻ mà không biết lý do, tại vì họ không quay YouTube, trên bài viết họ cũng không ghi rõ, không nói rõ, không nói chữ nào hết, thì đó anh em biết được là nó tình trạng như thế nào này nha. Rồi nên nhiều khi cứ nhìn vào cái mức giá thì nó sai cái sự thật. Rồi Khôi sẽ nói rõ về thằng này. Thì đây là 604 8H này, 8H thì nó vẫn là bát giấy này, vẫn là gân vải tẩm dầu này. Cái này là mình chưa tẩm nha, đây là gân của hãng. Nhưng mà nó khác với cái kèn của 8H là nó lỗ lỗ, còn bên đây là cái kèn vuông ha. Thì cái kèn này theo cái combo của hãng thì nó cho trẻ tần nó sâu hơn, cái tiếng kèn nó sẽ sáng hơn nhá. Rồi dưới này thì nó hai cột 8G thì nó chỉ có một thôi. Còn 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 8H thì nó tới hai ha. Thì anh em tham khảo những cái phần này thì nó cơ bản rồi, nên Khôi cũng không có nói nhiều. Zin tuyệt đối nguyên bản anh em nha, thì chắc chắn rồi, Khôi bán hàng là Khôi sẽ tháo cụ loa cho anh em cùng xem rõ ràng, rất là rõ ràng công khai. Thì sau cái phần mà giới thiệu thì Khôi sẽ tháo cho anh em xem ha. Zin tuyệt đối nguyên bản, nếu mà anh em phát hiện ra mà Khôi nói không đúng sự thật, cầm chí mà tới nhà mà mở ra mà không đúng sự thật, Khôi hoàn tiền cho anh em gấp đôi, nói trắng trợn như vậy để em biết được là cái cặp loa nó giá trị và nó sẽ có cái mức giá khác nhau trên thị trường đấy. Cặp loa người ta xử lý rồi, người ta cũng không có chụp, người ta không nói đố em biết nhá. Rồi đó là tất cả những cái gì liên quan cái dòng này thì đít nó màu đen nên em khôi khỏi quay lại ha. Chủ yếu là cái mặt hông, mặt trước nó đẹp thì mặt sau thì nó sẽ đẹp rồi đấy, tuyệt vời, tuyệt phẩm luôn. Rồi về cái mức giá này thì nó sẽ cái thị trường nó có nhiều lắm, tùy theo thời điểm rồi tùy theo người bán thì nó sẽ có nhiều cái mức giá, nó gọi là loạn giá, nên nó thì theo tình trạng thì nó sẽ có cái sự khác nhau, cũng có thể là 60, cũng có thể là 65, cũng có thể 70 và cũng có thể là 55, ví dụ vậy. Còn cái cặp loa mà tuyển chọn của Khôi á thì nó sẽ có mức giá luôn quanh hơn 60 triệu nha, hơn 60 triệu anh em lưu ý, chứ không có dưới nha. Vì sao? Vì trong cái lô hàng á nó còn cái cặp mà bị nhược điểm nữa, thì mình phải dồn lại, dù mua ba cặp mới làm là được một cặp, thì cái cặp đẹp thì nó sẽ có giá cao hơn. Còn những cái cặp mà mình sửa, mình tốt, mình chắp vá thì nó sẽ có cái mức giá rẻ hơn nhé. Đó, chia sẻ thật lòng. Thì trước khi mà đi vào cái phần test chất âm á, thì hiện tại thì Khôi cũng có một số chuyện nhưng mà rất là đau lòng. Thì Khôi muốn nói với tất cả những người chơi audio nói chung và những người đàn ông nói riêng, thì đây là cái món ăn chơi giải trí nha. Thì mình cứ hiểu nôm na là giống như đàn ông đi nhậu, đàn ông đi massage, đấy, đàn ông đi này đi kia, thì nó không thể nào là hoàn hảo được. Mỗi cái dòng nó có một chất như vậy, hoặc là các cái dòng đồ cổ thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm mà mình chấp nhận nó thì nó mới là hoàn hảo, nó mới hay, chứ nó không thể nào đẹp như đồ mới hoặc là các kiểu nha. Thì nhiều người lại đi comment, lại đi các thứ mà khi không hài lòng, thì thôi cũng mong là mình thông cảm và hiểu dùng cho. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ lột cụ ra cho anh em cùng xem. Đây cái mặt sau của nó này, quay thêm một tí này, góc cạnh đẹp vuông vức ha. Đây có cái tem này,
À, cái tem của hãng nhé. Đấy. Dưới này là cái cọc loa đây nè. Đấy. Quay đầy đủ cho anh vòng xem. Số series này 01433 số 3 ha. Còn bên này là 014334 đấy. Cặp loa này series liền kề thật sự là quá đẹp luôn. Thật sự là đẹp. Không có cặp nào đẹp hơn. Khẳng định với em luôn. Ở đâu mà đẹp hơn thì Khôi dám chịu trách nhiệm luôn. Và series liền kề là một trong những cặp loa hiếm này, nó về nó đồng chất đồng màu, nó không bị lệch vân đấy nha. Thường mà nó bị những cặp trước Khôi bán ấy, có cặp thì nó bị lệch vân, cái đó thì nó không ảnh hưởng gì tới chất âm nhưng mà nó sẽ mất đi cái độ đẹp. Đây nè, nguyên bản mộc ha, đít đồ mộc. Rồi Khôi kết thúc clip nha, Khôi bổ sung thêm cái phần này. Rồi cái cổ loa này Khôi đã tháo ra nha, quay cho anh em cùng xem. Thật sự nó rất là đẹp, phải nói là đẹp nhất Việt Nam hiện tại, từ cái viền tới cái màng nha, rất đẹp. Thì về chức năng, về kỹ thuật thì đây là cái đời có cái kèn to nhất, kèn khủng nhất đấy, tiếng chép của nó là tuyệt vời. Đó, anh em cùng xem. Thì cái cặp này nè, cái gân này á là bên Mỹ họ dưỡng từ ngày sản xuất tới bây giờ. À, anh em nha, mình sờ vào là không có dấu này ha. Còn những cái dòng mới dưỡng á thì nó sẽ là giờ sờ vào nó dính. Cũng như ở đây cái dấu nó đã chạy cái keo xuống này, có sẵn rồi. Ok chưa? Rồi ha. Đẹp xuất sắc trên toàn tập luôn. Rồi Khôi xoay edit lại anh em cùng xem luôn. Rồi đây cái cụ của nó anh em, rất mới ha. Đây này, chưa chùi luôn ha. Khôi là Khôi quay lúc vừa mới tháo ra luôn. Trên cái màng nó có cái số series này nè. Mỗi cái là nó có một số nha. Đây cái này nằm đây. Đấy. Anh em cùng xem số nha. Đó. Trùng 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 màng series luôn, trùng màng ha. Đó, tuyệt phẩm tuyệt vời luôn. Trong là tuyệt đồ nguyên bản, không có gì để chê luôn. Nên là chưa lâu anh em, nằm trong thùng theo thời gian thì nó có vết bẩn đấy, nhưng mà Khôi vừa tháo ra thì Khôi quay luôn, còn lâu thì đơn giản nhé. Tuyệt vời. Ok ha. À, anh em mà tham khảo và lựa chọn, bây giờ Khôi lắp vào thùng. Chiều đi lòng nhớ bao nỗi u sầu.
chiều xa ngoài khơi, thuyền theo dòng nước về chốn xa vời. Cành hoa phai sắc tàn, còn đâu trăng sáng mất bên vườn lá. Đường dẫn mơ tan, vương theo gió bao cung đàn. Đâu dáng duyên xưa, một chiều thu ta còn nhớ. Vai kề vai trong tiếng thơ, tuy xa vắng ta vẫn mong chờ. Chiều sau hờ hững lạnh lùng thơ, tuy xa vắng ta vẫn mong chờ. Chiều sau hờ hững lạnh lùng thơ. Rồi, Khôi đã test thử chiếc âm mà này. Thật sự là Scott mà ghép với anh test đồng trục 6D48H thì nó là cái công thức rồi à, tuyệt vời. Nhiều khi là điều kiện chưa đủ hoặc là chưa có thôi, chứ nếu có thì anh em cứ mạnh dạn mua combo ha. Rồi, cặp loa thì Khôi nói từ đầu clip, một cặp đẹp và zin thì nó có giá lân quân là 60 ha, hơn 60 tùy theo độ đẹp. Còn con âm ly này thì Khôi đang ghép với Scott 32C và 299C. Thì mức giá cho một con âm ly như thế này thì nó là trên 35 triệu nha, lân quân 40 triệu thì anh em cùng tham khảo nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại, chúc tất cả lựa chọn món hàng ưng ý. Thì về giao dịch á thì như thế này, thì ở Sài Gòn á thì Khôi sẽ hỗ trợ xe giao tận nhà khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh, còn ở các tỉnh thì mình sẽ ship hàng qua trần xe hoặc là bưu điện. Nhưng mà lưu ý trần xe thì phải chuyển khoản đủ vì không có thu hộ, còn bưu điện thì mình có thể thu hộ. Và Khôi cũng tháo cái cục nó ra và đóng một kiện, rồi có tất cả là 3 kiện ha. Rồi đó, loa thì Khôi không bao ship, ship code thì cũng có 30%, nhưng mà còn thêm phí thu hộ nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người những clip tiếp theo.